Chi tiết chiếc xe đen hạng D Kia K5 GT Line với thiết kế mang đậm chất thể thao nhất trong phân khúc. Kia K5 là mẫu xe mới thuộc phân khúc xe đen hạng D, trong đó bản GT Line sở hữu thiết kế thể thao rất ít gặp tại thị trường Việt Nam. Kia K5 là cái tên mới nhất trong nhóm xe đen hạng D tại thị trường Việt Nam. Xe được phân phối với 3 phiên bản gồm 2.0 Luxury, 2.0 Premium và 2.5 GT Line, giá bán lần lượt là 869 triệu đồng. 929 triệu đồng và 1,029 tỷ đồng. Để nói về kiểu dáng thể thao, hiện đại và trẻ trung, các hãng xe Hàn Quốc làm rất tốt việc này và Kia K5 GT Line là một ví dụ điển hình. Kiểu dáng fastback cá tính với trụ xe được vuốt dài về phía đuôi, tương tự chiếc xe đen thể thao Kia Stinger. Cùng với đó, diện mạo cho cảm giác hầm hố với lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng của Kia được mở rộng và nối liền vào cụm đèn. Cản trước trên sau và dải đèn hậu LED cũng có tạo hình ấn tượng. Bên cạnh đó, Kia K5 mới cũng nổi bật khi sở hữu bộ mâm hợp kim 5 chấu kép cứng cáp, kích thước 18 in. Đồng điệu với ngoại hình thể thao và năng động, nội thất của Kia K5 GT Line là sự kết hợp hài hòa giữa tính hiện đại và sự sang trọng. Cách bố trí cabin khoa học giúp việc thao tác các tính năng trên xe trở nên dễ dàng. Ở khu vực người lái, bên cạnh những chi tiết làm từ chất liệu da cao cấp và ốp kim loại vân gỗ, xe còn có màn hình đa thông tin LCD 12,3 in. Đặc biệt, màn hình này trên K5 được kết nối để hiển thị hình ảnh từ hệ thống camera quan sát điểm mù, tương tự như Sorento hay Carnival. Ghế ngồi được bọc da đỏ, kết hợp cùng tôn màu đen mang đến một không gian đậm tính thể thao trong nội thất của Kia K5 GT Line. Phiên bản này còn có vô lăng dạng d cắt và bàn đạp ga phanh ốp kim loại. Ngoài ra, không gian cabin Kia K5 GT Line cũng rộng rãi và tiện nghi nhất phân khúc sedan cỡ D. Danh sách tính năng nổi bật của K5 có thể kể đến ghế trước sưởi. Vô lăng tích hợp sưởi, đồng hồ tốc độ kỹ thuật số, khởi động từ xa, cửa sổ trời toàn cảnh, đèn trang trí nội thất 64 màu, sạc điện thoại không dây là biến thể cao cấp nhất. Kia K5 GT Line có hiệu suất mạnh mẽ nhất trong tất cả phiên bản. Mẫu xe đen này được trang bị động cơ Smartstream 2.5 GDI mới, tích hợp công nghệ phun xăng trực tiếp hiệu suất cao cho công suất 191 mã lực và mô men xoắn cực đại 246 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.